Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Chúng ta lại được gặp nhau trong video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger XLS. Ở chiếc xe Ford Ranger XLS này là phiên bản là số sàn một cầu quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh là hơn 8 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS số sàn một cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS số sàn một cầu, tên tư nhân, biển Hà Nội 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger phiên bản XLS sản xuất năm 2017 số sàn một cầu này quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài, phần thân vỏ bên ngoài cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe nhé. Sau 5 năm sử dụng thì chiếc xe này cũng đã va chạm xước sát thì cũng là rất là nhẹ nhàng thôi các bạn ạ, vì chiếc xe này chạy ở Hà Nội các bạn nhé. Đây, từ những cái phần ở bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ, cũng có xước sát đôi chút thôi các bạn ạ, nhưng cơ bản là chiếc xe cũng còn rất là đẹp. Đấy, nước sơn nguyên bản của xe thì từ những cái phần cabo này, những cái phần tai, phần nóc, phần hông, là cánh cửa này cũng còn nguyên bản rất là nhiều các bạn ạ, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì các bạn thấy đây ạ, những cái phần gầm đều rất mới, rất là đẹp các bạn nhá. Khác với những chiếc xe ở chạy ở vùng biển hoặc là những cái vùng đồi đấy ạ, thì là cái gầm rất đẹp luôn này. Đấy, phần gầm rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Cái phần gầm đều rất là đẹp, không có gì xét gì đâu các bạn này. Toàn bộ từ những cái sắt xi, giảm sóc các thứ là đều rất là đẹp này, giảm sóc nhíp. Đấy, cái gầm rất là mới luôn quý bạn này. Gầm rất đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, và nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ, nhìn đằng sau này, chiếc xe này đã được chủ xe lắp thêm cái nắp thùng cao. Nắp thùng cao rất là rộng nhá, giúp cho cái thùng này chở được rất là nhiều đồ này. Và xe cũng đã được trang bị là chủ xe lắp thêm là cảm biến lùi rồi. Đấy, cảm biến lùi rồi. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Phiên bản này là cái phiên bản 2.2 số sàn một cầu các bạn nhé. 2.2 máy dầu này. Đấy, rất đẹp. Cụm đèn này, đèn pha, đèn gầm, mặt ca lăng. Đấy, lưới tản nhiệt, logo đều rất là mới luôn này. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Dàn lốp cũng còn rất là dày, rất là mới luôn quý bạn này. Cả cái dàn lốp này cũng còn rất dày này.
bậc cửa này chưa có bị xước sát gì đâu các bạn nhé. Cái bậc cửa này chưa có bị xước sát gì đâu. Thân vỏ thì có xước sát đôi chút, nhưng mà cái phần nhiều chỗ còn chưa xước sát này. Lốp rất dày, rất là đẹp rồi. Cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này nhé. Chỉ việc vào đổ dầu và vào chạy thôi. Cũng đèn hậu đây, đèn hậu cũng còn rất đẹp này. Đấy, phiên bản Ford Ranger XLS. Đấy, bên dưới thì đã có cảm biến lùi mà chủ xe đã lắp thêm rồi. Nắp thùng cao. Đấy, cụm đèn hậu đây đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn là về cái phần ngoại thất nhé. Ngoại thất thì rất là đẹp như này đây ạ. Đấy. Còn về cái phần nội thất thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe, cũng như là về cái phần option của chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 các bạn nhé. Đây là cái cánh cửa phía trước bên lái này, keo chỉ còn nguyên bản các bạn này. Keo chỉ còn nguyên nhé, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì đâu. Táp bi cánh cửa đây, táp bi cánh cửa cũng còn rất là đẹp này. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe trải sàn da rồi các bạn nhé, rất sạch đây. Trải sàn da rồi này, ghế da này. Với những chiếc xe bán tải ở cái phiên bản này thì là chỉ được trang bị ghế nỉ thôi, nhưng mà cái bộ da này là chủ xe đã làm thêm cái bộ da rồi nhé. Vô lăng này, cần số thì được bọc cơ, đây là cái bọc cần số nhé. Bỏ cái bọc da này ra là cần số còn rất mới đấy. Đấy, rất đẹp. Nội thất này, từ những cái phần trần này cũng còn rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, rất mới luôn các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên lái này, từ keo chỉ này còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, tắp đi cánh cửa còn nguyên rất là đẹp này. Nội thất toàn bộ từ những cái phần sàn cho đến những cái phần ghế này đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, trần này cũng đều rất mới luôn các bạn nhé. Một chiếc xe bán tải mà như này là rất là sạch, rất là đẹp rồi đấy ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là về cái phần option bên trong. Đây, tôi sẽ nổ máy cho quý bạn cùng xem. Đấy, tôi đã nổ máy rồi các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được 8.6 km này. Đấy, đồng hồ 8.6 này, vô lăng này. Vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng rồi này. Đấy. Màn hình thì chiếc xe này thì chưa có màn hình nhá. Còn nguyên bản là đầu CD thôi. Đấy, ở những chiếc xe phiên bản số sàn option thì nó cũng không khác gì một chiếc xe xe số tự động đâu. Số tự động thì nó có thêm cruise control ở đây. À, cái này cũng số sàn nhưng cũng có cruise control luôn các bạn này. Số sàn cũng có cruise control nhá, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy. Cơ bản là nó chỉ khác mỗi hộp số sàn với số tự động thôi, chứ còn về option thì như nhau hết luôn các bạn ạ. Đấy, và những cái phần nhựa này thì đều rất là mới này. Đấy, rất mới, rất đẹp luôn các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi lại phải tắt cái máy đi ra tôi ngoài. Ra ngoài tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý bạn những cái phần còn lại bên ngoài của chiếc xe. Đấy, đây là cái nắp thùng cao các bạn nhé, nắp thùng cao. Đấy, tôi mở cái nắp thùng cao này, nắp thùng rất là rộng các bạn ạ. Lắp cái nắp thùng cao này thì chở được rất là nhiều đồ. Đấy, với cái diện tích bên trong nó sẽ rộng hơn rất là nhiều các bạn ạ. Và nếu như chúng ta không thích cái nắp thùng cao này mà cần phải chở đồ nhiều, có thể chở những cái đồ cồng kềnh, tủ, giường tủ chẳng hạn, thì có thể tháo cái này ra, tháo cái nắp này ra cũng rất là dễ thôi ạ. Tháo rất đơn giản thôi, mỗi bên là ba con vít, cái là cái nắp thùng này bê ra được luôn ạ. Đấy, mỗi bên ba con vít là chúng ta có thể tháo được cái nắp thùng này ra rồi nhá, cũng đơn giản thôi. Và chiếc xe này thì còn rất đẹp đây, đằng sau thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ đằng sau đâu ạ. Đấy, đằng sau này keo chỉ đằng sau này còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên luôn các bạn nhé. Keo chỉ nguyên zin này, táp bi cánh cửa còn rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên chưa tháo này. Đấy, từ những cái phần sàn đều rất đẹp, rất sạch. Chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ và đẹp đẽ lên rồi các bạn nhé. Quý bạn có thể mua về chỉ việc dùng thôi. Đấy, đều rất là mới, rất là đẹp đấy ạ.
Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía trước này từ keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên này, keo chỉ này, ốc bản lề này, ốc bản lề còn nguyên luôn này, táp bi cánh cửa rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa này đấy, đều còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Nội thất thì rất là đẹp đây, nội thất thì cũng đã được trang bị là ghế da rồi, không phải là cái ghế nỉ nguyên bản của xe nữa nhé, đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Tất cả đều rất đẹp luôn. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Ranger 2017 này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít quý bạn ạ, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp quý bạn nhé. Và điều chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở chiếc xe Ford Ranger 2017 này là một cái khối động cơ này nó còn nguyên bản quý bạn ạ. Đấy, động cơ diesel còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả, còn rất đẹp, rất là mới như này đây. Đấy, và ốc cabo đây thưa với quý bạn này. Ốc cabo cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết luôn các bạn này. Đấy, keo chỉ này, đến lưới tản cái tấm chật chống nóng của cabo này cũng còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên zin này. Ốc tai này còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, một chiếc xe 2017 lăn bánh được hơn 8 vạn km ạ. Còn rất đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Ốc còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Ranger phiên bản XLS số sàn một cầu 2017 đăng ký tên tứ nhân biển Hà Nội ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 này quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.